Toyota Veloz, chiếc xe này thì chắc không còn quá là xa lạ đối với khách hàng đã coi kênh xe ở tỉnh Quảng Vinh rồi. Vì chiếc xe Toyota Veloz này là một chiếc BMW 7 chỗ rất là hiện đại, cùng với đó là rất nhiều trang bị công nghệ, và chiếc xe này vừa mới ra mắt thôi đã nằm trong top những xe bán chạy nhất trong tháng rồi, và đã nằm top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong năm 2022. Mặc dù đến tận tháng 6, tháng 7 của năm 2022 em nó mới ra mắt nha. Vậy chỉ trong vòng nửa năm thôi đã chiếm được cái doanh số là trong top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam rồi. Vậy thì chiếc xe Toyota Veloz này có gì, và chương trình khuyến mãi cho tháng 5 của năm 2023 này của chúng ta nó sẽ hấp dẫn như thế nào mà khiến nhiều khách hàng xuống tiền và lựa chọn mua chiếc xe Toyota Veloz này? Thì trong video ngày hôm nay em mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên, bao gồm chương trình khuyến mãi, giá xe và giá xe lăn bánh, cùng với đó thì về thời gian giao xe và chương trình trả góp của chiếc xe Toyota Veloz phiên bản eCVT màu bạc rất là đẹp đang được kênh BMW đây nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe ở tỉnh Quảng Vinh. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón xem được nhiều video cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh xe ở tỉnh từ nhà Toyota. Cùng với đó là nguồn động lực giúp em Vinh làm ra nhiều video hay hơn và thú vị hơn để gửi tới quý anh chị nha. Trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm sơ qua về những trang bị và công nghệ ở trên chiếc Veloz này nha. Thì đầu tiên về cái form dáng và cái cách thiết kế thì đã được khẳng định bởi cái số lượng bán ra rất là tốt và rất là bất ngờ của mẫu xe Toyota Veloz này rồi. Đó, về form dáng và cách thiết kế thì rất là đẹp và hiện đại. Và chiếc xe MPV 7 chỗ này còn có một cái điểm nhấn nhá ở phần đầu xe, đó chính là cái cụm đèn. Đèn phía trước được thiết kế rất là đẹp luôn, hệ thống đèn chiếu sáng phía trước hoàn toàn là bóng LED luôn nha quý anh chị nha. Đó, hoàn toàn là bóng LED luôn, sử dụng 100% là bóng LED, và đèn xi nhan cũng sẽ là LED chạy luôn. Và cái đèn này vừa là bóng đèn LED vừa là đèn chiếu sáng ban ngày luôn nha quý anh chị nha, hai trong một luôn, LED thì là LED chạy, rất là hiện đại luôn. Phía trên thì như quý anh chị có thể thấy có một cái đường mạ chrome chạy xung quanh xe luôn, nó tạo cho chúng ta một cái điểm nhấn rất là sáng xe, nhìn chiếc xe nó rất là hấp dẫn nha. Đó, tiến xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái đèn sương mù. Đèn sương mù của chúng ta thì sẽ được trang bị với bóng đèn sương mù dạng halogen để bổ trợ thêm cho bóng đèn LED ở phía bên trên. Cùng với đó thì hệ thống đèn của chúng ta sẽ được ốp phía bên ngoài bởi một cái thanh mạ chrome hình chữ T rất là lớn, tạo điểm nhấn góc cạnh cho cái phần đầu xe của chúng ta, và có thêm một cái ốp nhựa đen nhám phía bên ngoài nữa. Nhìn chiếc xe rất là cứng cáp khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Đó, ngoài cái sự cứng cáp khi chúng ta nhìn từ cái góc này thì chúng ta tiến dần vào phía trong sẽ thấy được cái sự sang trọng khi được cái mặt lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương và sơn màu đen bóng rất là đẹp luôn. Logo thì được dập lỗi và mạ chrome. Đó, và những cái họa tiết được sơn màu bạc và những cái thanh được làm bằng nhựa đen nhám, nhìn đầu xe rất là cứng cáp. Đó, rất là đẹp nha. Đó là về phần đầu xe, tổng quan nhìn rất là mê, rất là hiện đại. Còn về phần hông xe thì sao? Hông xe của Veloz thì phải nói đây là một chiếc xe BMW rất là trường xe luôn. Đó, cái hông xe nó mang lại chúng ta một cái sự rộng rãi thoải mái của một chiếc BMW 7 chỗ nha quý chị nha. Đặc biệt thì phải nói đến đó chính là cái bộ mâm. Mặc dù là bản E thôi, bản thiếu nha quý chị, hay chúng ta hay gọi là bản thiếu đó, thì chúng ta đã được trang bị một bộ mâm đúc rất là đẹp rồi. Đó, cùng với đó thì cái bộ mâm này kích thước là 16 inch. Đó, vỏ thì sử dụng hẳn là vỏ Breton luôn nha quý chị nha. Đó, nó cho chúng ta cái sự thoải mái êm ái hơn khi sử dụng cái bộ vỏ này. Cùng với đó thì thắng sẽ sử dụng thắng đĩa 4 bánh cho cái độ tản nhiệt tốt hơn và phanh chính xác hơn rất là nhiều. Đó, so với những mẫu xe cùng phân khúc mà sử dụng phanh tăng chống. Đó, về kích thước vành mâm này, cách thiết kế rất là đẹp. Ở phía bên trên thì như quý vị có thể thấy có những cái đường cua lốp này, nó dập nổi lên tạo thêm cái sự cứng cáp hơn cho chiếc xe về phần hông xe. Đó, phía bên hông xe còn được ốp một cái thanh nhựa đen nhám đó, thêm cái sự cứng cáp hơn cho chiếc xe. Đó, những cái họa tiết nhỏ gộp lại với nhau thôi, nó sẽ mang cho chiếc Veloz để một cái hình dáng và một cái form dáng nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, tiến lên phía trên thì chúng ta sẽ thấy được đó là bộ gương. Gương thì sẽ được đặt xuống phía dưới đây. Đó, cho cái góc nhìn tốt hơn, cho cái khoảng nhìn là người từ trong xe nhìn ra cũng sẽ tốt hơn luôn. Đó. À, gương thì sơn của màu thân xe, có tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động và có cảnh báo đi mù, cảnh báo phương tiện cân ngang luôn, cực kỳ đầy đủ. Có giá nóc thể thao ở phía bên trên, sơn màu bạc. Tay nắm cửa sơn của màu thân xe nhưng mà có nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa luôn, cực kỳ đầy đủ nha. Đó, rất là đẹp luôn, nhìn chiếc xe rất là thích mắt. Đó, đây là một mẫu xe em Vinh phải nói là rất là hài lòng luôn của mẫu xe Toyota. Mặc dù mức giá ở tầm trung nhưng mà thiết kế thì rất là hiện đại, giống như là anh đắt tiền. Đó, phía trên này chúng ta thấy này. Đó, sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu do nhà máy công bố này. Đó, đối với nhà máy công bố thì cái mức tiêu hao nhiên liệu đối với đường kết hợp chỉ có 6.07 lít thôi. Đó, trong đô thị là 7.4 lít. Ngoài đô thị là 5.2 lít, khá là tiết kiệm luôn. Một chiếc xe quý vị tưởng tượng chở 7 người so với một chiếc xe cũng đùng động cơ mà lại chở 5 người thì chiếc xe này quý vị sẽ thấy được sự tiết kiệm của nó. Đó, có anten dạng vây cá mập, đèn báo phanh dạng LED trên cao, xe kính sau gạt mưa phía sau đầy đủ luôn. Hệ thống đèn phía sau thì gần như đẹp nhất phân khúc rồi.
cái đèn Vinh không phải nói quá đâu. Đó, đèn này rất là đẹp này. Đó là một cái thanh LED dài, nó kéo vào đến phần logo, kéo sang cái bên kia. Đó, một cái đèn nhìn nó rất là hấp dẫn và không có chiếc xe nào có được cái bộ đèn đẹp như này đâu quý chị. Điểm nhận diện duy nhất của chiếc xe Veloz. Đó, phía dưới đây này. Veloz này, chữ Veloz dập nổi. Đó, phía sau là ngoài có hệ thống cam lùi ra, chúng ta có hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang và hai cảm biến sau luôn. Đó. Và chúng ta sẽ cùng xem sơ qua về cái phần cốp xe xíu nha. Đó, cốp thì mở cơ. Đó, mấy cái dòng này thì thường mở cơ thôi, không có mở điện đâu. Chúng ta thích thì sẽ trang bị thêm nha quý chị nha. Đó, cốp xe đây. Đó, đối với một chiếc BMW thì em Vinh đánh giá đây là rất là rộng nha, rất là rộng luôn. Đó, một thoải mái. Phía dưới đây còn trang bị thêm những cái hộc để đồ để quý chị mang thêm những cái vật dụng trong quá trình sử dụng xe nữa. Đó, rất là được. Ghế thì có thể gập phẳng xuống đó, hoặc là tạo chế độ ghế sofa để chúng ta ngồi thoải mái hơn. Đó. Rồi, đó là về phần cốp xe. Về phần nội thất thì sao? Nội thất thì rất nhiều video trước em Vinh đã cập nhật rồi. Ở trên cái phiên bản lắp ráp tại thị trường Việt Nam này của chúng ta thì sẽ có cái màn hình mới 9 inch và cái tấm chắn động cơ. Đó. Nội thất thì như quý anh chị thấy này, có những cái đèn nội thất đó, màu xanh. Mặc dù không đổi màu được nha, nếu là cái này khách hàng muốn đổi màu theo sở thích của mình thì chắc phải độ thêm. Đó, nhưng mà có cái này thì nhìn xe nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đó, tông màu chủ đạo là màu đen kết hợp với màu kem. Trên đây là màu kem này. Đó. Rất là đẹp. Mạ bạc. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Trên này còn giả carbon nữa. Lên xuống kính tài một chạm chống kẹt này. Chỉnh kính điện gặp kính điện. À, có một cái điểm phải chê chiếc Veloz này nha. Em Vinh vẫn chê nha, chứ không phải khen không nha quý chị. Trên chiếc Veloz này thì có cái bộ ghế da pha nỉ này. Đó. Theo đánh giá cá nhân của em Vinh thì về cái cách thiết kế thì rất là đẹp, rất là đẹp nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà ghế thì là da luôn chứ đừng có da pha nỉ. Em Vinh không thích. Đó. Cái này em Vinh không thích nha. Cái này đánh giá rất là công minh luôn là em Vinh không thích bộ ghế này, nhưng quý chị đừng có lo. Đó, dù lấy xe 2022, xe 2023 thì chương trình khuyến mãi bên em Vinh vẫn đang rất là tốt. Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể được tặng luôn cả bộ ghế da dù lấy xe 22 hay xe 23. Đó, chương trình khuyến mãi thì lát chút xíu em sẽ nói phần cuối video nha. À, tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng khám phá về cái màn hình phía trước mặt người lái của chiếc xe này. Thì về cái màn hình trước mặt người lái chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn là đồng hồ kỹ thuật số. Đó. À, cái này nói hơi quá thì có thể là đẹp nhất trong phân khúc luôn. Đó, đẹp nhất trong phân khúc luôn nha quý anh chị nha. Và bởi vì trong cái phân khúc của Veloz thì đa phần là đồng hồ optic trong hoặc là đồng hồ cơ thôi, chứ không có đồng hồ kỹ thuật số này. Khá là đẹp, rất là hiện đại. Đó, thể hiện rất là nhiều những cái thông số kỹ thuật ở trên đây cho chúng ta. Đó, để chúng ta nắm bắt chiếc xe chúng ta dễ dàng hơn. Cái màn hình này. Đó, phía dưới thì có cái đồng hồ điện tử vòng tua tốc độ máy này. Đó, vòng tua máy của chúng ta. À, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn design trong đây để có thể thay đổi cái màn hình theo sở thích của chúng ta. Đó. Bên đây thì sẽ hiển thị tốc độ và lượng nhiên liệu còn lại trong xe. Đó. À, phía bên đây thì đèn thì đương nhiên là sẽ là hệ thống đèn auto tự động bật tắt rồi. Đó. À, trên vô lăng cũng tích hợp rất là nhiều nút bấm này, tăng giảm lượng đàm thoại găng tay này. Đó. Điều khiển hệ thống giải trí bên đây. Đó. Và chúng ta vẫn sẽ được trang bị 3 chế độ chạy như là Eco, Normal và Power. Đó, thoải mái thì chúng ta lựa chọn trong quá trình chúng ta sử dụng chiếc Veloz này. Đó. Rất là đầy đủ, vô lăng bọc da cầm cũng khá là thích. Đó. Về hệ thống giải trí thì như em Vinh có cập nhật ở những cái video trước đó thì chúng ta được trang bị màn hình giải trí 9 inch. Đó, cái màn hình này của chúng ta thì có kết nối Apple CarPlay này. Đó, kết nối Android Auto này, nghe radio này. Đó. Chúng ta có luôn cả trình duyệt luôn. Cái này thì nếu mà chúng ta có cái cục phát Wi-Fi ấy, chúng ta vào cái phần cài đặt này này. Đó, xong quý chị có thể nhìn thấy cái phần Wi-Fi ở đây này. Đó, Wi-Fi chúng ta có thể bật Wi-Fi lên và tìm cái mạng Wi-Fi mà chúng ta có sẵn kết nối vô và chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài này để vào cái phần trình duyệt này. Giống như cái trình duyệt Google ở trên điện thoại của chúng ta vậy đó, để chúng ta sử dụng. Đó. Rất là dễ nha. Và cái chất lượng hình ảnh trên cái màn mới này cũng khá là đẹp này. Đó, quý vị có thể thấy được. Đó, có vạch kẻ luôn. Đó, rất là đầy đủ nha. Rồi, về hệ thống điều hòa thì chúng ta sẽ được trang bị điều hòa tự động. Đó, thao tác sẽ dễ dàng hơn, nhìn đẹp mắt hơn. Nút để start top. Hộp số DCVT. Đó, cho cảm giác vận hành êm ái mượt mà hơn. Đó, phanh tay điện tử auto hold và sạc không dây. Đó. Phía bên đây thì táp bi bên phụ được bọc da này, trên đây bọc da nha. Khay để ni nước này. Đó, ngay cửa gió giữ nó nhiệt tốt hơn. Hộp để đồ. Về tổng quan thì mình sẽ nói sơ sơ vậy thôi. Đó, đó là về hàng ghế phía trước. Khá là đầy đủ, gần như option như vậy là không còn gì để bàn cãi về chiếc Veloz này rồi. Có thể nói là nhiều mẫu xe hiện tại bây giờ với tầm giá này không có như quý chị nha. Đó. Nếu mà trừ cái chương trình khuyến mãi đi thì hiện tại nếu mà lấy xe 22 là chưa tới 600 triệu. Chưa tới 600 triệu giá xe gốc mà chúng ta có chiếc xe vậy, quá tuyệt vời. Đó. Ê, nhưng mà có một cái điểm ở phía sau này em Vinh rất là khen nha. Bởi vì nhiều xe không có, chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ ở sau này. Đó. Chúng ta có thể để những cái như là tạp chí. Đó, ở đây, đó, phía bên kia chúng ta có thể để chai nước. Đó, rất là nhiều chỗ để đồ. À, phía dưới này còn có một cái chỗ lớn hơn để chúng ta để đồ phía dưới đây nữa này. Đó,
Cái này thì lên là một điểm cộng cho Veloz nha. Đó, còn đây có một cái chỗ để đi nước nữa. Ngoài ra thì còn có hai jack sạc. Đó, ở phía dưới đây 2.1A. Đó thì chúng ta sạc điện thoại, cửa gió thì ở phía bên trên đây. Đó. Từ đầu ba vị trí ngồi đầy đủ nha. Đó. Cái này thì có những cái điểm rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều mẫu xe không có. Đó. Ở tẩu sạc 12V 120W ở kia nữa. Ở cái phần màu xanh xanh đó. Đó. Còn về mức giá và khuyến mãi của chiếc xe Toyota Veloz này thì sao? Thì hiện tại đối với chiếc xe Toyota Veloz phiên bản NCVT màu bạc đang có mặt trong video ngày hôm nay của em Vinh, được nâng cấp thêm hai option mới, đó chính là màn hình 9 inch và tấm chắn động cơ ở trên phiên bản được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta, sẽ có mức giá niêm yết vẫn giữ nguyên là 658 triệu đồng. Và về mức giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi thì sẽ như thế nào? Đối với những chiếc xe sản xuất năm 2022 thì tại đại lý Toyota Tân Tạo đang có chương trình khuyến mãi giảm tới 60 triệu tiền mặt dành cho chiếc xe Toyota Veloz phiên bản NCVT này, giải tồn kho những chiếc xe sản xuất năm 2022. Còn đối với những chiếc xe sản xuất năm 2023, chúng ta sẽ có cái chương trình khuyến mãi lên tới 32 triệu đồng. Chúng ta sẽ nhận được một gói bảo hiểm vật chất thân xe, hoặc thêm với đó là chúng ta sẽ có thêm một gói quà tặng trị giá lên tới 15 triệu đồng. Đó, tổng khuyến mãi lên tới 32 triệu đồng dành cho mẫu xe Toyota Veloz phiên bản NCVT của năm 2023. Vậy thì nếu mà chúng ta lấy xe 22 thì chúng ta sẽ tiết kiệm được đâu đó tầm khoảng hơn 30 triệu đồng. Đó, nếu mà như chúng ta chọn cái xe 2022. Còn nếu mà chúng ta lấy xe 2023 vẫn sẽ có chương trình khuyến mãi đó lên tới 32 triệu đồng dành cho mẫu xe của 2023 nha quý anh chị nha. Vậy thì mức giá lăn bánh thì nó sẽ là bao nhiêu? Đối với mức giá lăn bánh thì mình cũng sẽ tạm tính luôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối phiên bản ECVT này chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh dự kiến đâu đó rơi vào tầm khoảng 749 triệu đồng. Đó, nếu mà lấy xe 2022 á, của chúng ta thì chiếc này lăn bánh chưa tới 700 triệu nha quý anh chị nha. Đó, chưa tới 700 triệu là chúng ta sẽ sở hữu được chiếc xe Toyota Veloz phiên bản ECVT này về nhà rồi. Còn đối với phiên bản mà 2023, đó phiên bản mới hoàn toàn được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, đó được nâng cấp thêm hai option mới, thì chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh dự kiến đâu đó nếu mà trừ khuyến mãi đi luôn á thì đó rơi vào tầm khoảng có hơn 700 chút thôi là khách hàng có thể sở hữu chiếc xe Toyota Veloz này về nhà rồi. Đó, chương trình khuyến mãi trong tháng 5 thì là đang rất là hấp dẫn dành cho mẫu xe Toyota Veloz, riêng dành cho mẫu xe Toyota Veloz luôn cả bản E và bản Top nha quý chị nha. Còn đấy là một mức giá rất là ưu đãi cho tháng 5, một thời điểm vàng để khách hàng có thể sở hữu mẫu xe Toyota Veloz với mức giá tốt nhất trong tháng 5 của năm 2023 này. Gần như xe đang có sẵn, chúng ta không phải chờ nha. Còn về chương trình khuyến mãi mà em Vinh vừa báo thì nó sẽ thay đổi tùy vào cái thời điểm mà quý vị mua xe. Đây để biết chính xác nhất về mức giá lăn bánh chương trình khuyến mãi của mẫu xe Toyota Veloz này và cái thời điểm mà quý vị mua xe và cái màu xe quý vị lựa chọn hiện tại còn không có thể giao liền hay không, thì quý vị hãy gọi ngay vào số hotline cho em Vinh 0961205097 hoặc 0934589878 để biết được cái báo giá và cái khuyến mãi mới nhất và cái thời điểm mà quý vị mua xe nha. Về chương trình trả góp thì hiện tại với mức lãi suất chỉ từ 0.68% trong một tháng thôi. Hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng nha quý vị nha. Đó, chúng ta có thể hoàn toàn sở hữu chiếc xe Toyota Veloz này với mức lãi suất chỉ từ 0.68% trong một tháng, cực kỳ dễ dàng. Cùng với đó thì hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Đó, đặc biệt thì sẽ không ép chúng ta phải mua bảo hiểm nhân thọ nha. Và quý chị cũng đừng lo lắng lắm, hồ sơ thì chúng ta rất là dễ dàng thôi. Quý chị có thể liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình để được em Vinh tư vấn chi tiết hơn về hồ sơ quý chị liệu có thể đạt được nhu cầu của ngân hàng tài chính Toyota hay không, hoặc là những ngân hàng thương mại đang liên kết trực tiếp với đại lý Toyota Tân Tạo bên em nha. Và dành cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm hay là xem chi tiết hơn về chiếc Veloz này, hoặc xem kỹ hơn về cái màu này ở phía bên ngoài nếu nó có đẹp như trong video em Vinh đang quay hay không, thì quý vị có thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm mẫu xe Toyota Veloz này để xem chi tiết hơn, để biết rõ hơn. Trước khi lên hãy gọi vào hotline ở trên màn hình để em Vinh chuẩn bị xe, rửa xe và chuẩn bị chìa khóa để quý chị xem cái mẫu xe một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất nha, không mất thời gian của quý chị. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ nhà Toyota cùng với chương trình khuyến mãi mới nhất. Cùng với đó thì là nguồn động lực giúp Vinh làm ra nhiều video hay hơn và thú vị hơn gửi tới quý chị nha. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.